Em là sinh viên à, em muốn mua chiếc xe quay mà tiết kiệm xăng là mua Wayfa hay là RX? Anh Mậu. Ok, ngày hôm nay thì Mậu sẽ chia sẻ với em hai mẫu xe này để em có thể lựa chọn vấn đề đi lại cho nó có cái khoản chi phí để mà em còn cân đối với đi học hành nha. Đừng quên cho em tin follow. Anh sẽ quay em kia đẹp. Thì hiện tại là mẫu xe mà Wayfa 110 và RX 110 thì máy là như nhau. Hai con xe này máy như nhau nha, máy là 110, rồi đây là RX. Còn đây là Wayfa. Nhưng Wayfa sẽ không có phun xăng điện tử như là RX. Tất cả những mẫu xe RX đều là phun xăng điện tử hết nha. Bây giờ anh sẽ quay cho em cái mức tiêu hao nhiên liệu ở con xe quay RX này là 1.7 này. 1.7, còn chiếc xe này là nhiêu rồi? 1.9. Đây, 1.9. Thì theo em 1.7 với 1.9 con nào tiết kiệm xăng hơn? Đấy. Còn con, để quay con Blade luôn nha. Blade đây là bao nhiêu? Blade là 1.85. 1.85 lít cho 100 cây. Tức là cái con số càng lớn thì mức tiêu hao nó nhiều hơn. Nhưng mà thì cái độ sai số 0.2 thì theo anh nghĩ thì nó không có đo được mức tiêu hao nhiên liệu, nó cũng xem nó như nhau thôi. Và vậy thì rốt cuộc lại là em lựa chọn con nào? Thứ nhất là theo anh nghĩ là thứ nhất là về tầm giá. Ở con này giá là tầm ở hiện tại bên anh là khoảng 23 triệu, còn riêng cái con này quay này tầm khoảng 20 triệu, nó chênh lệch nhau 3 triệu là cái FI đó. Đó thì vấn đề đầu tiên là anh cân đối vấn đề về giá. Về thứ hai nữa, trên con xe quay RX này nó sẽ có những cái phiên bản mà em có thể lựa chọn nó thể thao hơn, ví dụ như là phanh đĩa. Thứ hai nữa là vành mâm. Con xe RX này sẽ cho em sự lựa chọn nhiều hơn. Rồi tiếp tục nữa là cái cốp xe của quay RX. Cốp xe quay RX này là cái cốp xe nó rộng hơn của Wayfa nhiều hơn nữa. Em có thể bỏ những vật dụng đồ rất là tiện. Và một cái điểm anh chắc so với Wayfa kia là khi mà em muốn mở khóa yên làm chỉ cần ấn vào chỗ này là cái yên có thể mở. Còn ở phía xe Wayfa là em phải mở ở phía sau như thế này. Đây em quay cho em xem. Con Wayfa là em phải mở chỗ này. Nó hơi bất tiện ở chỗ này thôi. Nhưng mà tương lai thì Wayfa nó cũng sẽ có sự nâng cấp. Đó là những cái điểm nối trội của RX và Wayfa. Nhưng hiện tại là anh đang đi cái con Wayfa này. Anh đi con này là 207 màu cam. Con xe đang đi thì nói sao ta, anh nghĩ thì nó cũng như nhau thôi. Vấn đề ở đây là em thích về kiểu dáng và thời trang. Thứ hai là giá bán và những tiện ích mà chiếc xe mang lại. Thì vấn đề em là sinh viên thì nhiều lúc là nó chênh nhau 2-3 triệu thì anh nghĩ số tiền nó không nhiều đâu em. Em thấy nhiều lúc anh nói 2-3 triệu, nhiều anh em nói là 2-3 triệu đối với họ là nhiều. Mà thực sự 2-3 triệu trên một con xe, em sẽ đi con xe này 5 năm, có thể làm đi tới 10 năm. Đến sau này em đi làm có tiền em phải đổi xe. Em học đại học sinh viên cao đẳng 3-4 năm rồi để em đi làm nữa, cái quá trình em cái thu nhập của em 3 triệu nó không là gì đâu. Nhưng mà những cái tiện ích trên chiếc xe nó sẽ giúp cho em nó có những cái nhu cầu nó phù hợp với mình, nó rất là tốt. Vậy thì anh vẫn thiên về con quay RX cho em hơn. Đó là về giá xe nha. Vì giá xe thì em nên cân nhắc, bởi vì là nó sẽ có những cái phiên bản vành mâm với thân đĩa thì nó sẽ chênh nhau tới 2-3 triệu rồi. Nó sẽ cao hơn con này tầm 3-4 triệu. Chứ còn nếu như mà đi lại bình thường thì hiện tại anh đang nói là anh vẫn đi con Wayfa. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là tiện lợi, vẫn được. Điều cái cốp nó hơi nhỏ, em không thể bỏ đồ nhiều. Còn cái con này thì cốp nó rộng nè, em có thể mở yên ở tại chỗ. Chứ còn hệ thống đèn, vẫn là đèn chiếu sáng ban ngày, nó sáng luôn vậy thôi. Đèn đề mi nó thiết kế cũng đẹp nữa. Những con quay RX này lại màu sắc nữa, em có thể lựa chọn nhiều con xe đẹp. Nhưng tại sao? Nếu như mà anh em mà chơi xe, cái con này rất là nhiều anh em thích nha. Con quay này nhiều anh em mua để mà lên đồ chơi xe thì nó lại đẹp. Cái gì nó có cái ưu điểm gì vậy? Còn vấn đề tiết kiệm nhiên liệu thì nó xem tầm khoảng đó, không có đánh giá gì nhiều.